Đàn ông giáp Thìn, tài cao, chí lớn và luôn nỗ lực hết mình để thực hiện hóa những hoài bão lớn lao. Liệu thành công có đến với người tuổi này trên con đường sự nghiệp và tài lộc cũng như là tài vận trong năm 2022 và cuộc sống của quý ông sẽ có những thay đổi ra sao khi mà sao Thái Dương và hạn Thiên La chiếu mệnh? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây với sự tư vấn của thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2022, năm mạng sinh năm 1964, tuổi âm lịch năm 9 tuổi, sao chiếu mệnh Thái Dương Cát Tinh, mệnh Phú Đăng Hỏa, hỏa khắc kim không tốt, địa chi tuổi tuổi Thìn với tuổi Dần bình hòa, thiên can tuổi Giáp gặp năm nhâm tương sinh rất tốt. Đàn ông Giáp Thìn tài trí luôn nỗ lực hết mình để thực hiện những hoài bão lớn lao, liệu thành công có đến với người tuổi này trên con đường sự nghiệp và tài vận trong năm 2022? Cuộc sống của quý ông sẽ có gì thay đổi khi sao Thái Dương và hạn Thiên La chiếu mệnh? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2022, năm mạng. Người sinh năm 1964 thuộc tuổi Giáp Thìn có ngũ hành nạp âm bản mệnh là Phú Đăng Hỏa, tức lửa đèn to. Bản mệnh này có những tố chất nổi trội là sự nhiệt huyết, trẻ trung và năng động. Nếu xét trong phong thủy bát trạch, Giáp Thìn năm mạng ứng với cung ly thuộc đông tứ mệnh. Trong âm lịch, 2022 chính là năm nhâm dần, có kết nạp âm thuộc kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Vận số của mệnh chủ có suôn sẻ vào năm này hay không thì còn tùy thuộc vào mối quan hệ giữa thiên can địa chi và kết nạp âm của các năm. Theo quy luật ngũ hành tương khắc, hỏa xung khắc với kim, suy ra kết nạp âm của Giáp Thìn không phù hợp với nhâm dần, kém cát lành. Ngược lại, các thiên can lại có mối quan hệ hòa hợp với, bởi vì Giáp thuộc mộc tương sinh với nhâm thuộc thủy. Cuối cùng là xét đoán về địa chi, tuổi Thìn cũng không xung khắc và cũng không hòa hợp với tuổi Dần, có nghĩa là bình hòa. Về tổng quan, người nam Giáp Thìn sinh năm 1964 có thể sẽ được hưởng nhiều thuận lợi nhưng đồng thời cũng gặp phải một vài thử thách trong năm nhâm dần 2022. Chỉ cần bản mệnh nỗ lực hết mình thì vẫn có thể gặt hái được thành công như ý muốn. Để tăng cường may mắn và hóa giải những vận đen trong năm 2022, quý gia chủ tuổi Giáp Thìn cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Như quý vị đã biết, thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần sát lớn nhất trong năm. Năm 2022, do Hạ Ngạc Đại Tướng Quân ngự trị, vậy nên biết mà nghênh đón sẽ được ngài ban phúc, xá tội, giúp cho vận trình của năm được hanh thông, may mắn. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Giáp Thìn trên các phương diện. Sau đây là những luận giải chi tiết về vận số của nam mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 trong năm nhâm dần trên các phương diện sự nghiệp, gia đình, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Trong năm nhâm dần 2022, sự nghiệp của đàn ông Giáp Thìn sinh năm 1964 được mong đợi là sẽ có nhiều thành tựu rực rỡ. Nhờ có được cát tinh trợ mệnh nên các công việc của người tuổi này có nhiều vấn đề, cũng như là rất tiến triển tốt đẹp. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để tiến hành các dự định làm ăn đã ấp ủ bấy lâu, bởi khả năng giành được thắng lợi là khá lớn. Người nam tuổi Giáp Thìn luôn hướng tới lý tưởng cao xa, hoài bão càng lớn lao thì ý chí tiến thủ và nghị lực trong công việc lại càng mạnh mẽ. Điều này tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với cấp trên và những người đồng nghiệp. Vào năm nhâm dần, bản mệnh sẽ may mắn được quý nhân đề bạt thăng chức, nhờ đó mà có thể tiến xa hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Tình duyên. Chuyện tình cảm của đàn ông Giáp Thìn sinh năm 1964 có thể có thay đổi thất thường trong năm nhâm dần. Đôi lúc vợ chồng vẫn có bất đồng quan điểm với nhau, nhưng chỉ cần quý bạn chủ động nhường nhịn và kiềm chế tính nóng giận thì mọi chuyện có lẽ đều êm xuôi. Trong quãng thời gian này, mệnh chủ phải tập trung cho công việc nên không có nhiều thời gian cho gia đình. Đây có thể là nguyên nhân khiến cho tình cảm có phần hơi lạnh nhạt. Hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, chăm sóc đến những người mà mình thương yêu. Tài lộc. Nam Giáp Thìn năm 2022 có thể sẽ đón nhận nhiều tin vui liên quan đến tiền tài. Nhờ có sự thăng hoa trong công việc nên mức lương thưởng cũng tăng lên trông thấy. Những người thực hiện kinh doanh buôn bán thì bán đắt hàng, tài lộc bội thu. Năm 2022 là thời điểm khá thuận lợi dành cho những ai có ý định đa dạng hóa nguồn thu nhập của bản thân bằng nghề tay trái. Tuy nhiên phải suy xét thật kỹ lưỡng trước khi hành động thì mới có thể đạt được kết quả mỹ mãn. Trong việc chi tiêu hàng ngày, đàn ông Giáp Thìn không nên vung tay quá chán mà hãy cố gắng tiết kiệm nhiều hơn để tránh việc thất thoát tiền bạc. Quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo.
Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình để được thần Phật tương trợ giúp đỡ, hóa giải xui xẻo, tăng cường phúc đức tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe, nhìn chung vận trình sức khỏe của người nam Giáp Thìn khá ổn định trong năm Nhâm Dần 2022. Dù có bị bệnh thì cũng nhanh chóng qua khỏi và khỏe mạnh lại như bình thường. Để tăng cường sức khỏe, người tuổi này nên duy trì chế độ ăn uống hợp lý và tránh xa các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá. Sức khỏe tâm lý cũng cần phải được chú ý để tránh rơi vào trạng thái tinh thần căng thẳng, mệt mỏi. Lịch làm việc phải được sắp xếp một cách khoa học, cân đối với thời gian nghỉ ngơi để có thêm nhiều năng lượng tích cực. Hãy thư giãn bằng những hoạt động yêu thích của bản thân như đi du lịch, nấu ăn. Xem sao hạn của tuổi Giáp Thìn nam mạng trong năm 2022. Sau đây là những điều cần phải lưu ý về sao chiếu mệnh và hạn tuổi của nam mạng Giáp Thìn trong năm 2022. Sao chiếu mệnh trong năm Nhâm Dần 2022, người nam Giáp Thìn sẽ may mắn được sao Thái Dương chiếu rọi. Đây là đệ nhất cát tinh trong cửu diệu niên hạn, có thể tăng cường vượng khí, thu hút may mắn. Dù có đang gặp khó khăn, nếu được phúc tinh này thì mệnh chủ cũng có thể vươn lên khỏi nghịch cảnh để cải thiện cuộc sống. Trong năm có sao Thái Dương chiếu mệnh, người làm công ăn lương sẽ có con đường công danh rộng mở với những cơ hội thăng tiến. Còn đối với người kinh doanh thì đại cát đại lợi, bán hàng đắt như tôm tươi, bội thu tiền tài. Hạn tuổi, cuộc sống của đàn ông Giáp Thìn sẽ bị chi phối bởi hạn Thiên La vào năm Nhâm Dần 2022. Đây là hạn tuổi có liên quan đến lời qua tiếng lại trong gia đình. Trong thời gian chịu ảnh hưởng của hạn Thiên La, nam mạng Giáp Thìn sinh năm 1964 có thể sẽ cảm thấy khó kiểm soát được cảm xúc, tâm tình lên xuống thất thường. Vì tâm trạng không tốt nên dễ ảnh hưởng có thái độ cáu gắt hoặc có những lời nói và hành động bồng bột. Trên thực tế, vận rủi của hạn Thiên La có thể được xua đuổi bằng những phương pháp đơn giản nên quý bạn không cần phải quá lo lắng. Hóa giải sao hạn. Đối với hạn Thiên La, người nam Giáp Thìn có thể chủ động phòng tránh bằng cách tránh to tiếng với người nhà. Dù có bận bịu với công việc đến mấy thì cũng nên dành thời gian quan tâm tới vợ con. Khi mọi người chia sẻ tâm tư cùng với nhau thì sẽ khiến cho bầu không khí càng thêm hòa thuận, nhờ đó mà tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Đàn ông Giáp Thìn cần phải lưu ý rằng sao Thái Dương chỉ phù trợ cho những người lương thiện, làm ăn chân chính. Ngược lại, những kẻ có tâm địa xấu xa, buôn bán gian dối thì sẽ khó được hưởng vượng khí của phúc tinh này. Theo luật nhân quả, người ta càng chăm chỉ tu tâm tích đức thì càng có được phúc trạch bền lâu. Trong dân gian vẫn còn lưu truyền tục nghênh đón cát tinh với niềm tin sẽ có thêm càng nhiều may mắn. Vì thế, người nam Giáp Thìn cũng có thể thực hiện nghi lễ nghênh sao Thái Dương một cách thành tâm vào năm Nhâm Dần. Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy cũng khuyên gia chủ tuổi Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình vòng tay phong thủy Thân Tí Thìn. Đây chính là pháp khí được chế tác theo tuổi tam hợp của gia chủ. Khi mang vòng tay bên mình, sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ khiến cho mọi việc hanh thông thuận lợi, gia đạo bình an, công việc hòa hợp, từ đó tài lộc ắt tự động kéo đến với gia chủ. Luận tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2022 năm mạng theo tháng. Theo tử vi chọn đời, đàn ông Giáp Thìn được mong chờ sẽ đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2022. Vận số của quý bạn sẽ diễn biến theo từng tháng cụ thể như sau. Tháng 1, bản mệnh gặp thời vận cát lành nên triển khai các dự định của bản thân vì cơ hội thành công là rất lớn. Tháng 2, tài lộc vượng phát, tài chính dư giả, gia đạo an khang thịnh vượng. Tháng 3, mọi chuyện diễn ra bình thường, hiếm khi gặp trở ngại, bản mệnh ít phải bận lòng vì điều phiền toái. Tháng 4, mọi thành viên trong gia đình hòa thuận yên ấm, công việc làm ăn và tiền tài khá ổn định. Tháng 5, tránh làm việc quá sức, hãy dành thời gian chăm sóc cho những người thân yêu nhiều hơn. Tháng 6, tinh thần bản mệnh, kém minh mẫn nên tránh đưa ra quyết định quan trọng vào thời điểm này. Tháng 7, cuộc sống bình an vô sự, sức khỏe dồi dào, tinh thần hạnh phúc. Tháng 8, sự nghiệp và tài lộc bền vững, bản mệnh có duyên kết giao thêm nhiều bạn bè. Tháng 9, sự nghiệp gặp phải một số trở ngại nhưng sẽ sớm được thu xếp vẹn toàn. Tháng 10, bản mệnh cần phải kiềm chế tính cách nóng giận của bản thân thì mới tránh được chuyện cãi cọ với người nhà. Tháng 11, tài vận chuyển biến theo hướng tích cực, tiền vào như nước. Tháng 12, vận đỏ hưng thịnh, công việc thuận buồm xuôi gió, dễ gặt hái được thành tựu lớn. Đối với nam mạng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần 2022 sẽ là một năm đáng mong chờ với vô vàn cơ hội quý giá để đạt được danh vọng và tiền tài. Mong rằng bài viết của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có những kế hoạch khôn ngoan cho tương lai. Đàn ông Giáp Thìn, tài cao, chí lớn, luôn nỗ lực hết mình để thực hiện hóa những hoài bão lớn lao. Thưa quý vị, đối với nam mạng Giáp Thìn, năm 2022 Nhâm Dần sẽ là một năm đáng mong chờ với vô vàn cơ hội quý giá để đạt được danh vọng và tiền tài.
Mong rằng nội dung mà ngày hôm nay chúng tôi chuẩn bị sẽ giúp cho quý bạn có được những kế hoạch khôn ngoan cho tương lai. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.